bài tập yoga 5 phút giúp giảm mỡ bụng, tư thế con thuyền. Đây là tư thế yoga cơ bản giúp tăng cường cơ bụng và kích thích tiêu hóa, góp phần giảm mỡ bụng. Thực hiện tư thế này trong 60 giây. Plank kéo gối. Đây là biến thể của tư thế plank, tăng cường tác động đến cơ cốt lõi, đặc biệt là tập trung vào cơ xiên và cơ bụng dưới. Thực hiện chuỗi động tác trong 60 giây. Tư thế chéo ốp mặt kết hợp kéo gối gần chạm mũi. Đây là động tác kết hợp giúp tăng cường sức mạnh cơ cốt lõi và đốt cháy calo. Bắt đầu ở tư thế chéo ốp mặt, tạo thành hình chữ V ngược, nhấc chân phải lên, sau đó đưa đầu gối phải về phía mũi, giữ chân về tư thế ban đầu, lặp lại ở phía bên trái. Tư thế chiến binh 3. Đây là động tác giúp cơ thể giữ thăng bằng tốt hơn và tác động vào cơ cốt lõi, từ đó hỗ trợ giảm mỡ bụng. Ngồi gập người về phía trước, bài tập yoga giảm mỡ bụng kéo dài 5 phút, kết thúc bằng động tác gập người về phía trước. Đây là tư thế thư giãn hiệu quả, đồng thời tác động vào cơ bụng, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và giúp giảm mỡ bụng.